Hiện thời chúng ta biết những thứ ấy trọng yếu, căn cơ ở chỗ này. Do vậy muốn có thành tựu, chẳng thể không học bổ sung những môn công khóa ấy. Tức là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Ba căn cội ấy nói theo Phật Pháp là căn bản đại giới. Đệ tử quy là căn bản đại giới của chúng ta. Cảm ứng thiên là căn bản đại giới. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản đại giới của Phật. Dung bồi ổn thọa ba căn bản ấy, người xuất gia học sa di luật nghi rất thoải mái, nhẹ nhàng. Vì sao? Căn cơ đã được đặt vững rồi. Tôi tin tưởng nếu đã dung bồi tốt đẹp ba căn bản ý, thì công khóa sa di luật nghi tối đa 2 tháng đã tốt nghiệp. Sau đây phải tuân thủ giáo huấn của Tổ sư Đại Đức, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, không ai chẳng thành tựu. Đối với kinh luận, trong thời đại này tốt nhất là chúng ta chọn lựa kinh điển Tịnh Tông. Điển tịch Tịnh Tông chẳng nhiều lắm, chỉ có 5 kinh 1 luận. Chọn lựa một môn, khiến cho tâm định, định vững nơi một môn, thì là tam muội hay là tam ma địa. Tối thiểu là 10 năm chẳng thay đổi. Tâm phải định lâu dài như thế, 10 năm không thay đổi, thâm nhập một môn. Cách học như thế nào? Thí dụ như đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị bèn chuyên môn niệm kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày tối thiểu niệm 2 lần, coi như là công khóa sáng tối. Sáng sớm niệm 1 lần, buổi tối niệm 1 lần. Phải tận hết sức tìm thời gian để nghe giảng. Hiện thời đĩa CD giảng kinh rất nhiều, hãy nghe nhiều, nghe mỗi ngày. Mỗi ngày tối thiểu chẳng thể ít hơn 4 giờ nghe kinh mỗi ngày. Suốt 10 năm chẳng gián đoạn một bộ kinh này. Xin chúc mừng quý vị. Nếu quý vị thật sự có thể làm như vậy, đại khái là từ 3 năm đến 5 năm, quý vị đắc tam ma địa, liền chứng đắc. Đó là niệm Phật tam muội. Đã đắc niệm Phật tam muội, lại còn 2-3 năm sau, quý vị liền khai ngộ. Khai ngộ thì quý vị tự nhiên quán thông ý nghĩa trong kinh này. Quý vị giảng bộ kinh này chỗ nào cũng hợp đạo. Đã dùng quán vững vàng căn bản, một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Quý vị chưa từng học, nhưng chỉ cần cầm đến, vừa thấy liền hiểu rõ. Nghe người khác niệm, vừa nghe liền hiểu rõ. Quả thật là giống như năng lực của Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư.
Ngài chẳng biết chữ. Quý vị thấy Ngài nghe người khác niệm kinh, nghe xong bèn giảng giải cho người khác, khiến kẻ ấy khai ngộ. Đó là gì? Trí huệ đã khai. Trí huệ khai như thế. Do vậy học Phật chẳng khó. Khó ở chỗ có tính tâm, có tâm thường hằng, có lòng kiên nhẫn. Khó ở chỗ này. Vì thế dung bồi tốt đẹp ba căn, tâm quý vị liền định, chẳng bộp chộp xáo động, ngôn ngữ cử chỉ sẽ rất ổn trọng, có thể nhìn ra được. Giống như Trí Độ Luận đã nói, thiện tâm nhất xứ trụ bất động. Tâm quý vị là đệ tử quy, là cảm ứng thiện, là thập thiện nghiệp. Khởi tâm động niệm đều chẳng tách rời, mà luôn tương ứng với những căn bản ấy. Đó là thiện tâm nhất xứ. Xứ là căn bản giới. Phải ghi nhớ, phải khẳng định ba thứ ấy là giới luật căn bản. Chẳng có những căn bản ấy, chẳng sanh ra giới luật. Năm giới, mười giới đều lấy những điều này làm cơ sở. Không có những cơ sở ý, năm giới hay mười giới đều thất bại. Tiếp đó sách chú giải lại nói: hữu nhất thiết thiền định, diệt danh định, diệt danh tam muội. Chữ tam trong tiếng Phạn dịch là chánh, muội dịch là định, nên nó có nghĩa là chánh định, chẳng phải là tà định. Mà là chánh định. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, trên thực tế, tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng đều là tu tam ma địa. Nếu tu hành Phật Pháp mà tách rời tam ma địa, chẳng tương ứng với tam ma địa, đó chẳng phải là Phật Pháp. Hệ là Phật Pháp, nhất định tương ứng với tam ma địa. Niệm Phật, đắc niệm Phật tam muội, đó là chánh định. Kim Di Đà có nói: nhất tâm bất loạn. Kim Vô Lượng Thọ nói: nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Những điều ấy đều là thiện tâm nhất xứ trụ bất động.